Xin chào các bạn, làm cách nào để ta có thể điểm danh tự động trong Google Meet? Tự động chúng ta có thể biết được thời gian học sinh vào lớp khi nào, thời gian học sinh tham gia vào lớp là khoảng bao nhiêu lâu và học sinh ra khỏi lớp khi nào. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai tiện ích mà trong quá trình dạy học online mình có hay sử dụng. Mỗi tiện ích sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để chúng ta cài đặt hai tiện ích này, bạn sẽ mở một tab trên trình duyệt, sau đó bạn sẽ gõ vào từ khóa là Chrome Web Store. Bạn nhấn vào chọn mục này. Sau đó gõ từ khóa Google Meet Attendance. Bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm hiển thị ra. Hai tiện ích này mình đã cài đặt rồi, vì vậy nên là nó có một cái đóng dấu màu xanh là đã thêm ở trên phần góc. Còn việc cài đặt thì rất là dễ các bạn ạ. Các bạn chỉ cần giả sử cái mình cần cài đặt thêm tiện ích này thì mình sẽ nhấn vào tiện ích, sau đó chúng ta sẽ có mục là thêm vào Chrome. Các bạn sẽ nhấn vào thêm Chrome, sau đó nó sẽ có một cái phần đó là thêm vào tiện ích, và khi này chúng ta nhấn vào nó rồi sau đó chúng ta sẽ thấy danh mục ở trong cái phần tiện ích này, nó sẽ thấy có cái tiện ích mà mình vừa cài. Mình sẽ nhấn vào mục ghim này để cố định nó sẽ luôn luôn hiển thị ở trên phía giao diện. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào phần tạo cuộc họp mới và cho những người khác join vào cuộc họp xem chúng ta sẽ thấy kết quả cuộc họp như thế nào nhé các bạn. Khi bạn vào Google Meet thì bạn sẽ nhìn thấy một cái cửa sổ mới sẽ xuất hiện ở cái phần này. Đó, thì cái cửa sổ này chính là giao diện của ứng dụng Google Meet Attendance này các bạn nhé. Còn cái ứng dụng này, cái tiện ích này thì cái giao diện nó ở đâu, thì thực ra nó chỉ có một cái nút mà chúng ta sẽ có cái một cái nút thêm vào ở trong cái mục mọi người ở đây thôi các bạn ạ. Thì cái ứng dụng này thường khi mà chúng ta kết thúc cuộc họp là chúng ta sẽ xuất ra luôn, còn chúng ta mới xuất ra được cái nhìn được cái kết quả là bạn ý học sinh ý vào khi thời điểm nào. Còn nếu như mà đối với cái tiện ích số 1 là tiện ích mà nó hiển thị ngay trên cái màn hình này này thì nó sẽ cho phép là chúng ta có thể xuất bất cứ khi nào cái dữ liệu ra được các bạn nhé. Đây chính là cái giao diện khi mà ba người tham gia vào thì các bạn sẽ nhìn thấy nó lại thì hiển thị một người sẽ là hai tiến trình luôn các bạn. Mình cũng không hiểu vì sao mà lúc thì mình tham gia thì nó chỉ hiển thị một người một tiến trình, nhưng mà lúc thì nó lại hiển thị hai tiến trình. Thì có thể đây là một cái hạn chế của tiện ích mà chưa khắc phục được. Tuy nhiên thì việc này nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta xuất dữ liệu ra, vì cái thời gian mà học sinh vào cũng như là ra đều nó đều thể hiện đúng luôn, nó không không ảnh hưởng gì nhé các bạn nhé. Mình cũng có thể là sẽ hiển thị những cái người mà vào lớp trễ này, hoặc là người sẽ hiển thị những người mà vắng mặt trong cuộc họp trong lớp học, với điều kiện là mình sẽ tạo một cái lớp và cho những người này vào hẳn một lớp cụ thể nhé các bạn nhé. Buổi sau khi mà chúng ta tham gia vào đúng cái lớp học đó thì nó sẽ ghi nhận buổi trước là 30 bạn, nhưng buổi nay hiện tại chỉ có 15 bạn thôi, thì nó sẽ ghi rõ là 15 trên 30 tổng số và nó sẽ hiển thị là 15 vắng mặt. Đó, thì đó cũng là một cái ưu điểm mình thích ở cái ứng dụng này. Bây giờ mình sẽ tạo một cái tên lớp, đặt lại tên lớp và cho cái danh sách những cái học sinh này là sẽ là tham gia vào trong cái lớp đó các bạn nhé. Đây mình đặt ví dụ thôi. Rồi mình chọn đúng cái tên lớp đó. Nhấn cancel các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái danh sách lớp của mình đã hiển thị. Nhưng mà cái người chủ sở hữu bao giờ cũng xuất hiện ở hai dòng, còn những người kia thì chỉ xuất một dòng thôi. Các bạn thấy không ạ? Cái này bạn nhấn vào từng học sinh á. Từng cái dòng tiến trình này chúng ta sẽ có được là biết được cái thời gian người ta vào là khi nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái mục là cái chức năng đó là thiết lập cái thời gian mà tất cả mọi người vào lớp bắt đầu vào cái thời điểm hiện tại. Dù có người vào trước, có người vào sau, nhưng mà nếu như chúng ta nhấn vào nút này thì đồng loạt cái thời gian, mình thấy cái thời gian nó sẽ là reset lại về cái thời điểm hiện tại hết. Tương tự đó cũng chính là cái chức năng của cái nút này đối với cái ứng dụng kia.
Ngoài ra thì bạn cũng có thể tải dữ liệu xuống dưới dạng file Excel, HTML hoặc là vào phần cài đặt để chúng ta tùy chỉnh. Tuy nhiên hiện tại cái phần tải dưới dạng Excel nó nhấn vào phần này nó chưa tương tác. Mình sẽ phải nhấn vào phần History và chúng ta mình có thể tải file Excel xuống. Thì thông thường mình chỉ hay dùng mặc định đó là file HTML rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc cuộc họp để chúng ta xem là kết quả của cuộc họp mà này, cái giao diện của chúng ta sẽ như thế nào các bạn nhé. Rồi, đây chính là cái giao diện của ứng dụng hình hình con cú mèo ấy các bạn. Còn đây là cái kết quả của cái ứng dụng số 2 kia. Tuy nhiên mình sẽ quan sát trước cái ứng dụng đầu này. Thì cái ứng dụng này á, thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có cái phần là nó sẽ hiển thị danh sách những người tham gia ở đây và danh sách thời điểm những người đó vào lớp khi nào. Chúng ta cũng có thể xuất ra dưới dạng file Excel dưới này. Đấy, còn đối với ứng dụng này thì sao? Là chúng ta sẽ tải xuống, mình hiện tại mình tải xuống dưới dạng là HTML. Mình lưu lại. Rồi sau đó mình mở lên. Các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó sẽ hiển thị dưới dạng các cái thanh tiến trình. Khi mà chúng ta nhấn vào trực tiếp cụ thể nó sẽ hiển thị ra cái thời gian, đúng không ạ? Nhưng cũng như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc khi nào. Và một cái ưu điểm của cái này mình rất là thích, đó là nếu như học sinh tham gia độ khoảng 15 phút, sau đó out ra ngoài, đúng không ạ? Thì cái ứng dụng đó nó vẫn hiển thị được là cái thời điểm học sinh out ra rồi vào lại khi nào. Còn đối với cái ứng dụng này thì mình lại thấy nó không chưa thực hiện được cái nó ghi lại được những cái thời điểm đó. Ưu điểm của cái tiện ích này mình thấy là nó hiển thị ngay ở trên trình duyệt mà ta không cần phải mất công là tải về như cái ứng dụng kia. Có thể là xuất từ dạng file Excel xuống. Còn đối với cái ứng dụng này để file xuất ra Excel thì cái tiện ích mà cái chức năng này nó lại chưa chưa có thực hiện được mà mình thường sẽ phải vào cái phần là chọn vào lớp này, chúng ta sẽ chọn vào phần history này. Chúng ta sẽ chọn cái lớp tương ứng, sau đó chúng ta nhấn vào phần tải. Thì nó sẽ tải cho chúng ta dưới dạng file Excel xuống và chúng ta cũng sẽ xem được cái lịch sử trên file Excel. Hy vọng rằng những cái hạn chế của hai tiện ích này sẽ được khắc phục trong thời gian tới. Và nếu như các bạn biết những cái tiện ích nào có tốt hơn hai cái tiện ích này thì hãy comment xuống phía dưới để mình và các bạn được biết nhé. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu như chúng ta thấy cái video này hay và hữu ích, đừng quên like và share để nhiều người biết đến nội dung này hơn nhé. Xin chào tạm biệt.